Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tần cảnh chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, thì quy quy lại tiên một cái, là viên tử. Tần cảnh lập tức kích động mở ngay. Này cũng khó nói, viên tử nghĩ đông không có việc gì làm, ngồi viết tiểu thuyết, lại còn lấy tên tần cảnh để đặt cho nữ chính. Tên mình đặt cho nhân vật nữ chính đương nhiên là tâm lý như vậy, mà hơn nữa, viên tử viết truyện còn mượn cả đời sống hàng ngày của tần cảnh mà ghép lên nữ chính một cô gái trẻ xinh đẹp mơ ước làm đạo diễn cô có thể không kích động sao ở trong khung thoại quả nhiên là phai quật đang được chuyển tới tên truyện minh tinh vùng dậy nữ phụ muốn báo thù minh tinh quải đầu tường nữ phụ muốn báo thù bạn nào dịch được tên khác thì bảo mình với tần cảnh xem đầu đề lập tức nhiệt huyết sôi trào minh tinh a à, hơn nữa còn cái gì nữ phụ muốn báo thù nhất định là đao quan kiếm ảnh, đấu đá sôi nổi. Tải về, khung thoại lại nảy lên câu nói. Viên tử 2013, 3, 17, 22, 33, 33 tầng cảnh, dạo gần đây đang phổ biến nữ phụ văn, nên tớ mới nổi hứng viết một bộ, cậu kỳ thật đúng là nữ chính, cơ mà, ách, là vốn, là nữ chính, cậu không vừa ý đừng chém tớ, tớ chạy trước. Bye bye, tiếp theo là, cái hình avatar cười ngu ngơ của viên tử xám đi luôn. Tần cảnh bình thường không hay xem tiểu thuyết, nên đọc câu này cũng không hiểu, cái gì mà nữ phụ văn. Gì mà nữ chính, lại còn là vốn là nữ chính. Không phải chứ, nữ phụ thì là nữ phụ, nữ chính liền là nữ chính, có cái gì mà loạn vậy. Có điều, tần cảnh không quản nhiều như vậy, chuyển file quật vào điện thoại di động, rồi trùng chăn đọc xem cái tiểu thuyết lấy tên mình làm nữ chính có cái gì. Mấy tiếng sau tần cảnh biết, chính mình bị lừa cái gì mà nữ chính, ôi bi kịch. Trời ơi, cái tiểu thuyết này quá là nhục văn, 18, đủ các tư thế 3P, rồi NP rồi các loại, các loại khác, tất cả đều quá kinh hồn, quá khủng khiếp, vậy mà tác giả tả vô cùng tinh tế. Mà Tần Cảnh vốn là con nhà gia giáo, quản nghiêm ngặt, từ vỡ lòng đến sắp tốt nghiệp đại học, gần 20 năm chưa từng xem mấy cái như vậy bao giờ, bây giờ đột nhiên được nhồi nhét, phổ cập giáo dục, như thế này, chịu sao nổi nhưng không thể bỏ không đọc nữa đành một bên tiếp tục đọc vừa đọc vừa ói mửa chuyện xưa là như vậy một phần là tiểu thuyết ban đầu do tác giả hư cấu cùng phần minh tinh quải đầu tường của nữ phụ trong tiểu thuyết này nữ chính ban đầu tần cảnh và nữ phụ tập vi lam là chị em trong một gia đình tái hôn phim thần tượng kết hợp phim kiếm hiệp hơn nữa còn có yếu tố tâm lý xã hội tần cảnh là con riêng của người bố giàu có có tính cách kiên cường mà lương thiện ai cũng yêu mến nhiều người theo đuổi. Vừa là được tu dưỡng, một phần nữa là tài năng, cô trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Phim thần tượng kết hợp phim kiếm hiệp hơn nữa còn có yếu tố tâm lý xã hội, Tập Vi Lam là con gái của bà mẹ kế Tiểu Tam, là đứa em gái âm hiểm độc ác, thời thời khắc khắc ghen tị chị gái, cái gì cũng nghĩ kế nghĩ mưu, đi cửa sau bằng đủ loại bán mình, các loại tìm quy tắc, rồi cũng được nâng đỡ thành đại minh tinh. Vài năm chính doãn thiên giả thân phận thần bí có vẻ là quan nhị đại, trong gia tộc cũng là nhân vật vị quan trọng. Cũng chính là nhờ hắn luôn luôn đứng trong bí mật trợ giúp, tần cảnh mới có thể từ trong lưới võng quỷ kế do tập Vi Lam bày ra mà vẫn có thể trở thành đạo diễn. Kết cục cuối cùng của tập Vi Lam trong tiểu thuyết ban đầu là mộng tưởng được gả vào nhà giàu có, kết quả trong đám cưới, video sex scandal của cô ta với N ông chủ tai to mặt lớn bị lộ ra. Chồng giàu không lấy được, ngôi sao cũng không thể làm, cô ta trúc hận lên nữ chính tần cảnh muốn đẩy cô xuống lầu kết quả không may tự mình ngã xuống mà chết trên đây là câu chuyện ban đầu được tác giả viên tử tóm lược trong chương đầu về sau không nhắc đến nữa thế nhưng một độc giả không biết tên gì xuyên qua thành ra cho tập vi lam sống lại không những thế còn thề sẽ trả thù những kẻ đã hại chết cô ta một lần tần cảnh và doãn thiên giả đến đây tần cảnh có điểm khó hiểu người hại chết cô ta không phải chính cô ta tìm chết sao đầu tiên, cô ta bắt đầu ra sức cải thiện cứu vãn hình tượng với ông bố dưỡng giàu có, còn cùng với bà mẹ cũng vô cùng thâm độc trù tính kế hoạch, thành công thuyết phục lão ba đem phân nửa cổ phần của công ty phân cho cô ta, thế là cô ta có thể chọn thuê người làm phim để mình diễn, không cần tìm quy tắc mà leo cao nữa. Mặt khác mắt nhìn của cô ta rất chuẩn, đều là đầu tư cho những phim truyền hình nhiều người xem mà doanh thu cao, tiền kiếm được nhiều, danh tiếng khí thế cũng bắt đầu có. lại khó hiểu chẳng lẽ có ông bố nào với con riêng của vợ còn thân hơn với con ruột sao? Thứ hai, cô ta đem mình đắp nặng thành hình tượng phụ nữ tự tin thành đạt. Ách, có người nào tự tin mà cả ngày chỉ nhớ báo thù, cùng lúc đó, còn muốn làm tất cả mọi người, bao gồm cả nữ chính, thấy cái bộ mặt lương thiện tốt đẹp của cô ta, khiến ai cũng nghĩ cô ta là người tốt. Như vậy cô ta khiến cho vạn người mê rồi, nam chính bắt đầu thần hồn điên đảo vì cô ta. Cô ta rất đường hoàng đùa bẩn nam chính còn chuẩn bị một tấm hình cùng với video để tố cáo với nữ chính vào thời điểm mấu chốt, khiến cho hai người kia xích mít mà chia tay. Kết quả, nam chính xuất ngoại, nữ chính bị đá, còn làm bộ dạng thân thiết đến khóc lóc kể lễ ủy khuất trước mặt nữ phụ mùi mùi. Ách, nữ chính người ta thực là ngây thơ, nhìn không ra ngươi như vậy a. À. Thứ ba, cô ta chú ý khai cuộc tài năng đạo diễn của nam phụ An Nham. Nam chính đã đi rồi, tâm trí nữ chính đành đặt cả trên nam phụ, thế là lại có tranh đoạt tình cảm. mà nữ chính khi nam chính đã đi, phát hiện ra nam phụ có bao nhiêu điểm tốt đẹp, đột nhiên nảy nở tình cảm mãnh liệt với nam phụ, không tiếc chịu gia đình ngăn cấm. tại giai đoạn trước khi chuyện được kể, có lẽ để làm nổi bật nữ phụ, nữ chính là người rất có tài mà lại cái gì cũng có, mà với nữ phụ cái gì cũng phải phấn đấu a. À. thế là cô ta hấp dẫn nam phụ thành công, xúi dục nam phụ theo mình để cho nam phụ ở bên cạnh nữ chính ngốc nghếch không hiểu sự tình mà nhân thể giám sát cô lợi dụng cô lừa gạt tình cảm cô mượn tài năng đạo diễn của cô mà bồi dưỡng cho hắn ta cuối cùng nam phụ chiếm được tình cảm của nữ chính xong thì đá nữ chính trở thành người bên cạnh nữ phụ gắn bó cả trong sinh hoạt và sự nghiệp mấu chốt là nữ phụ lúc trước đã muốn dành người này về nhưng nạn không thể làm tiểu tam được a à, thế là cô ta nói với nam phụ muốn hắn cùng nữ chính quan hệ tình cảm nhưng là không công khai. Nữ chính nghĩ, dù sao cũng là người trong tay mình, nên cũng đáp ứng. Sau khi nữ chính bị đá, nữ phụ mới tới nói cái gì mà các ngươi trước không công khai, ta không biết chút gì. Nữ chính tuy rằng tin tưởng lời nàng nói, nhưng mà không tránh được ghen tị, làm các loại gây khó dễ nữ phụ, kết quả bị công ty răng dậy, giáng cấp đủ loại. Có vẻ tác giả thấy ngược vậy còn chưa đã ghiền thế là làm cho nữ chính đủ loại bán mình tìm quy tắc dần dần mà ngoi lên nữ chính còn yêu nam phụ a bắt đầu chiến đấu tranh đoạt nam phụ mà thế nào cũng không thể đoạt nữ phụ lại còn đem kế hoạch câu dẫn nam phụ của cô ra tố cáo lại còn ở ngay tại studio kết quả nữ chính tức quá cho cô ta một trận nữ phụ tạo được khổ nhục kế làm tất cả mọi người đều mạnh mẽ lên án nữ chính cả công ty sắp làm việc với cô cũng thôi không hợp tác nữa nữ chính vì lần nữa làm đạo diễn mà lại một lần nữa bán mình, tìm quy tắc, hoàn toàn thành tiểu thuyết phiên bản nữ phụ văn. Nhưng mà là nguyên nữ chính kia, vốn bệnh gan vững chí, rất có giáo dục, mà thế nào lại dễ gục như vậy? Thế nào mà vừa gặp được một chút ngăn trở liền bắt đầu tìm đường mà tìm quy tắc? Tinh thần bất khuất giữ thân trong sạch đi đâu hết cả rồi. Kết cục là, nữ phụ được sống vui vẻ hạnh phúc, mà nữ chính trong một hoàn cảnh buông thả dục vọng quá độ đã chết thẳng cẳng. Tần cảnh xem xong, phi thường tức giận, cô thật sự không thể lý giải vì cái gì mà tần cảnh bị đủ các loại đầy đọa thế này. Hoàn toàn một chút khí chất của nữ chính cũng không có, nguyên lai like đây chính là nữ phụ văn A, à, cho nên muốn đem nữ chính thành đồi bại, hư hỏng mới hay, cho nên muốn đem nữ chính ngược đến chết, các loại ngược mới tốt. Kỳ thật, đem nguyên nữ chính coi như là nữ phụ mà đọc, thì vẫn là xem hay chính là tầng cảnh trùng tên trùng họ Nguyên nữ chính cảm thấy vô cùng ủy khuất. Bằng cái gì mà nữ phụ văn nữ phụ có thể ỷ vào thân phận nữ phụ, liền không kiên nể gì khinh bỉ đầy đọa nữ chính chứ? Trời ơi hai chữ nữ chính này, còn có gì ý nghĩa gì nữa? Nói Nguyên nữ chính dễ nghe như vậy, kỳ thật chính là nữ phụ a, à, đúng không? Mấy người con bà nó xem trong văn chương có Nguyên nữ chính nào rẻ rúng như vậy, ngu ngốc như vậy, não tàn như vậy mấy người cho rằng tác giả bản ban đầu ngây thơ lắm mới cho người như vậy làm nữ chính độc giả xuyên qua thành nữ phụ chẳng lẽ không phải đều có quan hệ tốt với nữ chính sao độc giả chẳng lẽ không phải lúc nào cũng thích nữ chính sao độc giả đi xuyên qua chẳng lẽ không phải thành ra nữ chính với nữ phụ sống hạnh phúc hài hòa sao ai mà ngay đầu tiên có thể biến trạng thái chiến đấu với nữ chính như thể coi người ta là cái bia sống để thông ngòi súng máy mà bắn phá Cô này làm nguyên nữ chính mà quả thực chính là so với nữ phụ trong văn thường còn bi thống hơn, còn ngược tâm hơn, chứ còn gì nữa. Mấy người nghĩ xem, nữ chính nhà người ta đang vui vẻ như vậy, tốt như vậy, còn vô tội như vậy, chả làm gì đột nhiên liền xuyên qua một nữ phụ tỏa sáng vạn năng, không nói hai lời lôi nữ chính ra báo thù, công lý ở đâu a? À? Hơn nữa, từ sau khi nữ phụ xuyên qua, nguyên nữ chính liền chịu các loại bi thống, mọi chuyện không thuận, không nói xui xẻo vấp váp ngay nam chủ cũng thành bia đỡ đạn mà quỳ dưới với nữ phụ rồi bị giết lập tức, là thế nào, nghịch ý trời, chứ còn gì nữa. Nam chủ quan trọng là kiên định trung trinh không thể dung hai người A, à, vì cái gì mà bị nữ phụ nhà ngươi một giây đồng hồ xúi dục theo mình. Ngươi, cái nữ phụ xuyên qua tới, không chịu tử tế mà tỉnh ngộ sai lầm của mình, còn bày trò báo thù, mỗi ngày lấy ngược nữ chủ ngược nam chủ làm vui, lấy treo chọc cướp đoạt những nam nhân bên cạnh nữ chủ làm vui, đây rõ ràng là tâm lý méo mó vẹo vọ hàng thù xã hội a à, phải hay không không hiểu sao có cảm giác mình viết thể văn biền ngẫu tầng cảnh lòng căm phẫn tức tối ói mửa xong bình tĩnh mà xem xét này bộ tiểu thuyết nếu như không phải nguyên nữ chủ lấy tầng cảnh để đặt tên cô vẫn xem thật sự vui vẻ dù sao ách truyện hành hạ người như vậy ai không thích chính là người bị hành hạ là trùng tên trùng họ với tầng cảnh a tràn lòng bi phẫn tầng cảnh gọi điện thoại cho viên tử kết quả nó chắc là sợ bị mắng tắt máy thế là gửi tin nhắn viên tử đừng trốn tránh lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách viết lại in nghiêng nhất định sửa tên nguyên nữ chủ bằng không ta liền đem cái thứ văn chương thiếu nhi không nên xem của mi cho bố mẹ mi xem ta xem mi dám không gửi tin rồi tần cảnh vẫn là oán khí khó tiêu a à, lăng qua lăng lại quyết định ngày mai nhất định phải tìm viên tử mắng nó một trận nhân thể cho nó ăn hành. Kết quả, cô không nghĩ đến là, thế giới sau khi cô tỉnh lại, biến đổi. Quan nhị đại. Con cái của quan lại, có quyền nên có tiền tìm quy tắc. Quy tắc ngầm, hay nói cách khác là đi cửa sau, bản thân đạt mục đích từ đây về sau mình sẽ giữ nguyên từ này nhé. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.